Unisoft xin chào các bạn. Thì hôm nay Unisoft sẽ giới thiệu đến các bạn mẫu nón nữ 3/4 có kính. Thì đây là mẫu nón kiểu bulldog vừa mới được ra mắt. Đây là bulldog bomb. Thì mẫu này nó có lắp kính sẵn luôn các bạn. Hiện tại thì có nhiều tay màu, ưu tiên cho nữ nha các bạn. Những cái màu này đa số là thiết kế riêng cho nữ. Còn những bạn nào muốn đổi thì nó sẽ có màu trắng, màu đen nhám và màu đen bóng. Còn nữ thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Đây, màu hồng, màu vàng, màu xanh da trời và màu xanh ngọc, màu trắng ngọc trai. Những cái mẫu này nữ thì rất là dễ thương những cái màu này. Mình xin phép được cắt bớt để mình review một nón các bạn xem nhé. Mình sẽ đi sâu về chi tiết của cái dòng nón bảo hiểm này. Thì như các bạn thấy cái nút đóng bên ngoài là làm được làm bằng màu đồng như các bạn, rất là sen. Và cái viền cao su là màu đen bóng. Còn cái lót bên trong sử dụng lót nhung màu nâu, rất là sang trọng và sạch sẽ. Khi mình đi cái màu nó không có bị và cái lót bên trong mình có thể vệ sinh rất là dễ dàng bằng những cái thao tác tháo. Đây có hai cái nút này các bạn, mình có thể tháo ra vệ sinh. Đây là tháo hai cái ốp tai đây ra. Còn cái lồng ở giữa thì mình có thể mình kéo ra nó ra thôi. Đây các bạn có thể vệ sinh rất là dễ dàng. Sau một thời gian sử dụng thì mình có thể giặt. Thì cái lót này các bạn có thể dùng dầu gội đầu, các bạn ngâm chừng 15-20 phút rồi các bạn xả bằng nước sạch. Các bạn nhớ bóp cho nó ra cái mồ hôi nha, bóp đi cho nó ra mồ hôi rồi mình sẽ phơi nắng. Các bạn lưu ý là cái lót này mình chỉ phơi nắng thôi chứ đừng dùng máy sấy, sấy nó sẽ rất là dễ bị cháy cái chỉ nhỏ. Và trong nón này mình có thể nếu các bạn không thích có thể tháo cái kính này ra. Có thể tháo kính này ra mình đi nón không kính vẫn ok. Thì mình sẽ tháo ra rất là đơn giản. Bạn chỉ cần xoay ngược chiếc kim loại này, dùng cái bàn tay bạn xoay cái nút này nè, xoay nó ra. Đây. Đấy, cho các bạn xem. Đây, bên đây cũng vậy. Xoay ngược kia đồng hồ là hết rồi. Rồi mình hãy lấy cái kính ra. Có thể bạn có thể lấy ra để vệ sinh, chùi rửa rất là dễ dàng. Và có thể bạn có thể đi cái nón không kính cũng được. Đây, mình sẽ lót vào cái này cho các bạn xem. Bên kia cũng tương tự như bên đây các bạn. Đây. Thì cái miếng to nhất nè, miếng to nhất nó có cái ron cao su đây. Thì cái ron cao su mình sẽ lắp vô ngay cái khe của nó. Đây nó có hai cái lỗ này, thì mình sẽ lắp vào tương thích với hai cái lỗ đó. Và cái miếng này nó sẽ có hai cái đường, sẽ có hai cái chốt đây, mình sẽ lắp vào tương ứng với lại cái khe hở ở trong này nó có sẵn. Rồi, xoay bằng tay là nó vào. Xong. Các bạn có thể đi bằng cái nón không kính cũng được, nhìn rất là nhìn cái style, nhìn giống như cái tai nghe, nhìn bên đây giống như cái tai nghe, nhìn cũng hay các bạn. Đây là phụ kiện kèm theo nón. Nón mình sẽ có hộp đầy đủ, bao gồm một cái hộp và hai cái túi đựng. Đây cho các bạn xem. Đây là một cái túi dây đeo ba lô. Và đây là cái túi sắt có in hiệu bulldog trên đây. Rất là dễ thương. Thì các bạn có thể xách hoặc là không thích xách thì có thể đeo. Và hãng còn tặng kèm cho mình một cái móc khóa. Đây là điểm đặc biệt ở cái dòng nón này. Đây là khóa số. Trên nón cũng thiết kế sẵn một cái lỗ. Đây, lỗ bên trái. Để tránh bị mất cắp á. Thì
chúng ta có thể dùng cái khóa này. Khóa này sử dụng mật khẩu này. Đây, mật khẩu này sẽ thọc vô cái lỗ này. Đây. Đó, các bạn có thể khóa vào cái cản xe, cái cản sau hoặc là cái ghi đông xe gì đó. Để mình có thể tránh được những cái rủi ro mà khi mình gửi xe ở những cái bãi xe công cộng á. Và cái này sử dụng mật khẩu. Nhưng mà tiền không có cái cộng thêm cái khóa. Mật khẩu khóa các bạn còn hay bỏ trong cái túi hoặc trong cái cốp xe thì cũng được. Và cái giá thì biết của công ty hiện tại á đang bán với cái mẫu này là 1 triệu nha các bạn. Hiện tại shop vô thì shop mà mình có hỗ trợ giao hàng miễn phí cho các bạn ở xa. Và sản phẩm này mình sẽ được bảo hành chính hãng 3 năm. Và nó có đủ size cho cả nam và nữ, từ size S, M, L và XL. Và hiện tại có 6 mẫu cho các bạn lựa chọn. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của Joey Shop nha. Các bạn có cái nút đăng ký ở phía dưới, các bạn bấm đăng ký và có cái chuông. Các bạn bấm cái chuông, có cái nút